nóng bỏng và gây cấn của trận đấu lớn nhất lịch sử ngày hôm nay. Tôi là Long, một võ sĩ, một nhà vô địch boxing. Long hả? Hết tội rồi. Tôi sẽ cho con gà này lên đĩa. Tụi nó có thế lực cầm. Đừng quên giờ tiền của tụi này mà cậu mới có gì chứng ngày hôm nay. Chính tài năng của tôi mới mang lại trong cơ hội. Anh nghe người đưa chuyện riêng tư vào đây. Anh hỗ trợ cho các bầu trôi nhiều hơn các võ sĩ. Anh bỡ đỡ họ. Các người kết bè kết cánh, không bao giờ biết vì giới bóc sinh và vì võ sĩ cả. Tôi không cần biết cô dùng cách gì, bằng mọi giá phải làm cho nó thân bại danh liệt, sống dở chết dở. Tôi biết tôi phải làm cái gì. Số phận của gia đình cậu đang nằm trong tay của tôi. Cậu bán rẻ những điều cao quý nhất mà cậu đã đeo đuổi bao nhiêu năm để rồi được gì? Đức Tiến xin được kính chào tất cả quý vị và chào đón quý vị đang đến với buổi talk show nói chuyện về bộ phim Sám Hối sẽ được ra mắt tại rạp AMC The Block tại miền Nam California. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các nhân vật quan trọng đặc biệt trong bộ phim lần này. Đầu tiên là xin giới thiệu cùng quý vị đó là nhà sản xuất anh Raja, Trầm Hương Nguyễn và Angelina Raja và nghệ sĩ Hồng Đào. Trước tiên xin chào anh hãy chia sẻ thêm về bộ phim Sám Hối khi anh quyết định làm tại Việt Nam và cũng như đưa công chiếu tại Mỹ này. Những cái điều mà anh tâm huyết nhất về bộ phim này. Thì một cái bộ phim này ban đầu là một nghĩ ra là một cái câu chuyện có thật của đứa cháu mình, thì viết ra kịch bản đó thì mình cũng tìm ra thôi, ban đầu cũng muốn tính quay thì muốn quay ở bên Ấn Độ luôn. Và suy nghĩ ra thôi, cái mình tạo một cái quay này thiên đầu tiên Việt Nam của con gái mình, mình quyết định là quay ở Việt Nam. Công ty Ánh Sao là công ty của mẹ bé Angelina. Thì mình cũng cố gắng mình làm hết tất cả mọi chuyện để được cái phim này tốt. Cái bộ phim khi em được xem qua bộ phim thì nói về cái tên là Sám Hối, nhưng mà trong bộ phim thì gần như nói về cuộc đời của một nhân vật, đó là một cái anh chàng võ sĩ đã dùng cuộc đời của mình và rất nhiều những biến cố trong đó đã xảy ra. Và điều đặc biệt hơn nữa là về vấn đề dưới góc độ nhà đầu tư và cái nội dung phim, thì anh thấy việc đầu tư bộ phim đó và cái nội dung phim và cũng như thị hiếu bộ phim thì đến ngày nay thì anh thấy là những cái nhận định nó như thế nào thưa anh? Thì trong cái Sám Hối đó, dĩ nhiên là cái những gì là như cái vai chính là Bình Minh, như là ban đầu là không có phục ai bất cứ những gì hết trơn, như là người ta tạo cho Bình Minh được một cái vai đánh trong đó để mà đứng một cái tên tuổi, sau khi là Bình Minh vì cái danh dự là không phục cái đó, rồi sau khi mà lúc mà ngã xuống đó, thì là mới là Sám Hối rồi mình sẽ làm gì cho nó được không, tại sao mình không làm ban đầu vậy đó. Và bên mình cũng vậy, mình đã hại một người ở đây đó, sau khi đó mình cũng hối hận là mình không nên làm vậy. Và cuối cùng mình cũng sám hối là trong cái bộ phim này. Ngoài diễn viên Bình Minh ra thì chúng tôi thấy còn có rất nhiều các diễn viên khác, và đặc biệt trong buổi talk show ngày hôm nay chúng tôi có nghệ sĩ Hồng Đào cũng có tham gia trong bộ phim này. Em chào cảm ơn chị dành thời gian đến đây, và chị tham gia bộ phim này chị có nhớ gì về chị mình không? Không, trước tiên thì Hồng Đào xin kính chào quý vị khán giả và chào cả gia đình của chúng ta, gia đình Sám Hối. Trước tiên thì Hồng Đào có nhận lời của nhà sản xuất anh Zara Raja. Trước tiên Hồng Đào có nhận lời của anh Zara để mà tức là một cái vai nhỏ thôi. Trước tiên là anh nói thôi có mặt cho vui, bởi vì hầu như cái phim Sám Hối là toàn bộ hầu như là 90% diễn viên điện ảnh của Việt Nam đều có mặt, đúng không anh? Thôi mình cũng góp cho vui, thì nhưng sau đó thì trong đó thì Hồng Đào cũng có góp mặt được khoảng ba phân đoạn. Thì khi mà mình làm việc chung thì mình mới thấy một cái điều thế này nè. Anh Zara thực sự đây là một lòng yêu nghệ thuật kinh khủng, tức là cái gì mà làm đẹp làm tốt cho bộ phim thì ảnh bỏ tiền ra đó là không tiếc. Thì rõ ràng có những cái cảnh quần chúng, mình ví dụ như quần chúng khoảng 100-200 người thì anh huy động có bao nhiêu người anh? Gần hơn 3,000 người. Wow.
có cảnh quần chúng như thế. Thì thấy rõ ràng là cái không khí, cái atmosphere của cái phim nó rất là hay. Lúc nào nó cũng hừng hực lên, là tại vì trong đó có đánh võ mà. Đúng rồi. Ngoài cái chuyện đánh võ ra lại còn có cả tình cảm nữa, có những cái cảnh là về tình cha con, tình chồng vợ, tình mẹ con, rất là cảm động. Thì cái điều đó là cái điều mà Hồng Đào nghĩ là cái bộ phim Sám Hối nó hội đủ đầy đủ điều kiện cho khán giả đi coi, là vừa có action, vừa có cảm động, vừa có trai đẹp bình minh, rồi có tất cả những là có bé Angelina, là bé diễn xuất rất là tuyệt vời. Đây là bộ phim đầu tiên tay con hay sao con? Dạ đúng rồi ạ. Con diễn xuất hay lắm. Đúng không? Có thấy. Dạ, xin lỗi thưa chị, là khi chị nói là đóng và gọi như cảm mến anh Raja vì cái sự yêu mến nghệ thuật của anh ấy và đầu tư rất là nhiều, và cũng như huy động gần như tất cả những người gọi là ngôi sao gạo cội ở Việt Nam tham gia bộ phim này. Chị còn ấn tượng nhất cái gì mà khi trong bộ phim này chị đóng cùng với bạn diễn của mình? Đóng thì chị nhớ là có cái cảnh ở trên cái đường sắt, mình gọi là phố sắt hay đường sắt đó. Cảnh đó là cảnh hình như cảnh mở màn. Lúc mà quay thì nó đây sẽ là cảnh mở màn. Thì cái phố rất là đẹp. Và sau đó thì Hồng Đào gặp được một cái đứa cháu, cháu của mình mà mình rất yêu thương, mình thương như là con ruột của mình. Thì cái cảnh ấn tượng là sao? Tại vì cái cảnh nó quay đẹp lắm, cái đường sắt vốn dĩ nó đã đẹp đây. Chị rồi. Cũng đẹp nữa mà. Hả? Chị cũng đẹp. Cái đó là thì đó là cái cảnh mở màn nó rất là nên thơ, rất là tuyệt vời. Và khi học tức Hồng Đào hoàn toàn không được coi lại, cho đến ngày gần đây là khi mà anh ra đưa cho coi thì mình thấy là rõ ràng là hình ảnh rất đẹp, khung hình rất đẹp, cảnh trí rất đẹp. Đó là mình nói về mặt hình ảnh thôi. Yeah. Đó, còn dàn trải nguyên một câu chuyện thì rõ ràng Hồng Đào thấy là nghe anh vừa kể thì nó thấy nó rất là hấp dẫn. Đấm hôn me tình cảm tất cả mọi thứ vậy. Nghe Hồng Đào nói là chắc chắn là quý vị nào ở tại Mỹ chắc chắn sẽ phải đi xem bộ phim này, sẽ được ra mắt vào ngày 24/3 tại The Block tại miền Nam California, và cũng như sẽ trình chiếu trên hệ thống AMC. Tiếp theo thì em hỏi đến với bé Angelina Raja. Đây là lần đầu tiên con đóng phim của ba mình đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi hả? Con đóng vai là con gái của ba mình luôn đúng không? Dạ của ba Bình Minh ạ. Của ba Bình Minh với ba này đúng không? Dạ. Dạ. Rồi khi mà con đóng vai là một đóng con gái ba Bình Minh nhưng ba này. Dạ đúng rồi ạ. Khi mà con đóng vai là ba Bình Minh nhưng mà ba này vô là đóng vai phản diện lại với ba mình. Con có thấy ghét ba này không? Dạ có mà cũng không, tại trong con phải có nhân vật của con không phải ghét, để tôi thấy nó ghét. Mà lúc mà ba Bình Minh và ba con kế bên nhau, con thấy cũng là kỳ, mắc cười thôi. Mắc cười đó. Vừa quay phim con thấy mắc cười thôi. Dạ. Chú có coi qua cái đoạn những gì con đã đóng trong một phim, chú rất là thích và rất là ngưỡng mộ con vì con diễn xuất mà nó là bất ngờ. Và khi cái cảnh cứu thì con bước vào cái đoạn gọi là ung thư và nó bệnh trở lên nặng lên. Và con có một cái ước mơ trong bộ phim là con được thi đấu các bộ môn phối hợp với nhau. Và con đã diễn xuất điều đó. Cái điều mà chú thấy bất ngờ là con đã phải bơi lội, rồi phải kết hợp với chạy bộ và nhiều thứ khác. Trong suốt cái quá trình đóng phim như vậy thì cái điều làm cho con cảm thấy thích nhất và sợ nhất? Sợ nhất thì kiểu như là con phải đóng vai cho nó đúng nè. Tại story này là từ em họ của con á. Thì con muốn làm cho đúng, cho nó tốt về phim, cho nó nhìn hay à. Chứ không phải là làm cho nó đại thôi. Và khi mà hóa trang mà con bị ung thư, bệnh nặng rồi, phải gần như là sắp phải chết rồi đó. Thì con thấy hình ảnh đó, con thấy cái điều gì? Con thấy buồn và sợ, nghĩ tới là em họ con cũng phải một lúc là có nhìn như vậy. Thì con thấy cảm giác hơi buồn mà có người trong gia đình cũng phải có bị ung thư, con thấy cái sợ về buồn quá. Ba bổ sung thêm là như vậy cái phim mình là dựa trên câu chuyện có thật. Câu chuyện có thật của đứa cháu của mình. Cháu ruột của mình. Cái đó khi mà mình cái hình thì đứa em ruột mà hiện nay nó đã Úc. Nó như là đứa con gái nó cũng bị giống vậy luôn. Bị ung thư, sau khi nó bị ung thư máu là một cái là các nhà của bên bác sĩ bên Úc người ta tập trung vô, người ta cứu đứa bé sống. Hiện nay bé sinh ra rất đẹp, lúc đó giống như là trong cái phim mình quay sao thì giống như vậy. Hồi xưa là cũng rồi tóc đồ rụng hết trơn, rất tội lắm. Cho nên như là lúc nào ba mẹ nó rất cực khuya rồi suốt ngày chạy trên đó bệnh viện không à. Không biết là có cứu sớm nổi không hả? Mấy anh em đây cũng cầu xin đủ hết trơn, mà cuối cùng nhà cũng nhờ các bác sĩ nổi tiếng ở Úc người ta
cứu được đứa bé đó. Happy ending. Và chú hỏi thêm với con là con đóng cùng với ba Bình Minh, đóng cùng với cô Anh Thư và cũng như thấy chính ba ở trong đó. Và những cái cảnh mà chú thấy con nằm trên giường mà con giống như là con tuyệt vọng á, khi mà sức khỏe con càng ngày càng cạn kiệt và không còn sức nữa, thì những cái cảnh diễn khó như vậy con khóc nữa, thì con lấy cái cảm xúc và cái kinh nghiệm ai chỉ cho con diễn hay như vậy? Thì ba con cũng đóng hồi trước thì con nghĩ là con lấy từ bên đó. Con nghĩ con lấy từ ba con. Mà tại vì hồi con đi học con cũng thích đóng vậy, sơ sơ là cũng có lớp để đóng phim. Vậy hả? Thì con đóng sơ sơ cũng được. Mà sau đó là natural hết. À sau là natural hết luôn. Dạ. Hay quá. Trừ khi đó là natural hết. Tức là có đam mê nhưng mà cũng có một cái tài năng natural. Thì trong cái đó cái cô Kiều Trinh, diễn viên Kiều Trinh cũng dạy bé một như là kèm theo từ đầu tới đuôi cái phim luôn. Dạ vâng. Và có lẽ quý vị cũng đã nghe nhà sản xuất, các diễn viên chúng tôi đã nói về bộ phim rất là nhiều. Và bộ phim chúng tôi sẽ được trình chiếu tại Hoa Kỳ này trên hệ thống rạp AMC và khởi đầu là từ tại AMC The Block tại Việt Nam California vào ngày 24 tây tháng 3 này, sẽ ra mắt và sẽ chiếu liên tiếp 3 ngày là liên kề là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Nhân đây thì chúng tôi có một trong những nhà phát hành phim bộ phim này ở tại Mỹ, đó là cô Trầm Hương Nguyễn. Trầm Hương chia sẻ thêm về khi em phát hành bộ phim này cùng với nhà sản xuất Raja và công ty Ánh Sao, thì vì sao quyết định nhận lời phát hành bộ phim này ở đây? Cũng giống như chị Hồng Đào nói đó, khi mà em coi cái phim này á, thì em thấy là giống như là mọi yếu tố hội tụ đầy đủ hết, giống như là võ thuật nè, rồi bi cũng có và hài cũng có luôn, giống như là cây hài là chị Việt Hương thì trong đó là bi hài gì đó, nói chung là mọi thứ đều đầy đủ cái yếu tố rất là tốt, thì em muốn mang cái phim này qua đây để phát hình trên toàn hệ thống rạp AMC trên toàn nước Mỹ. Giống như là công ty Golden World Trầm Hương Nguyễn đem cái phim này qua đây để phát hành, thì mong muốn là đem những cái phim Việt Nam sau này nữa, còn nhiều rất cái phim để mà bên công ty Golden World Trầm Hương Nguyễn đem qua đây để phát hành, thì với mong muốn là phim mà của những cái người Việt Nam mà làm công phu giống như là anh đây, em coi như là em coi cái phim đó là em với anh Đức Tiến là lúc nào cũng wow, sao mà những cái đại cảnh lớn như vậy mà anh lại có thể làm được, có nghĩa là mình nhìn thấy cái sự tâm huyết và cái sự đầu tư, và em rất thích cái vai phản diện của anh luôn, và tới sau đó anh sám hối đó. Coi như là coi tới cái đoạn đó là rất nước mắt. Mấy quần chúng rất khó, tại vì lúc mình tập trung đông như những câu lạc bộ như là dù nói bơi thì người ta nói là ai biết bơi giơ tay lên thì nó đưa tay lên, ai cũng đi bơi hết trơn á. Cuối cùng mà xuống mà nhảy xuống sông bơi á, thì nó mình bơi ở hồ khác mà bơi xuống sông nó khác. Bơi xong là nó khác. Nhảy xuống cái là lo là cứu tụi nó không à. Coi như là chưa kịp bơi quay là cứu luôn á. Bơi cũng rất nặng, bơi không nổi, nó bơi qua con đường mà nước nó đẩy á, rất khó. Thì mình cũng dù gì mình cũng chặn lại hết trơn tất cả của bên của cứu hộ bên kia sẵn hết rồi, mà cũng phải lo cho tụi nó, lo chăm sóc cho nó không chứ không lo nghĩ tới quay luôn nữa. Cứ đưa tay lại là mình tướng bê dễ á, mấy đứa nó cũng mà đã trong tập trong câu lạc bộ luôn nha. Và rất nhiều cái khó khăn, rồi xe đạp, rồi lúc mà buổi chiều 5 giờ mấy quay ở như là cầu Sài Gòn ba môn phối hợp á, rất khổ luôn và rất khó luôn. Cái cảnh bơi đó với lại cái cảnh mà chạy xe đạp đó là em thấy là quá chừng nguyên một cái đường phố vậy, tại sao mà mấy ngàn người có thể quay được những cái cảnh đó, là em rất rất là ngưỡng mộ anh. Tốn công mà vừa tốn của luôn đó. Trầm Hương với Đức Tiến là mình coi mình đã cảm thấy là một cái sự tập trung vô cái để mình sản xuất, để mà cái sự đầu tư kinh khủng. Khi mà mình ở trong cuộc có khi giống như ngay cả Hoàng Đào là chỉ quay một chút xíu, một vai chút xíu thôi đó, mà ngồi là hình như là chỉ có đúng một câu nói của chị thôi mà quay từ sáng đến chiều. Quay góc máy á, em có công nhận những cái làm góc máy không, ví dụ như rất đẹp đó, chiếu tự nhiên con rắn nó chiếu con rắn đầu này chiếu đầu hay thì đây có một câu thôi là mà máy đạp xéo đặt trên đầu quay rất là kỹ để mà chọn ra một cái hình cái phim trong phim sám hối này là cái ekip của bên Ấn Độ, DOP cũng nổi tiếng, đạo diễn cũng nổi tiếng, thì người ta cũng làm hết sức mình trong cái bộ phim đầu tiên ở Việt Nam mình, là cũng như lại dựng phim cũng nổi tiếng luôn, đó là cũng Golden Matrix luôn, nó rất nổi tiếng để dựng phim đó. Dạ vâng, và tất cả chúng ta đã nghe là thấy rất là thích thú phải không thưa quý vị, và có lẽ quý vị cũng đang rất là muốn biết thêm là nội dung phải như thế nào, thì chúng tôi chào đón quý vị đến với rạp để xem bộ phim Sám Hối trong thời gian này thưa quý vị nha. Một cái câu hỏi đó dành cho anh Raja, là nhà sản xuất trong bộ phim này, cái thông điệp lớn nhất và mạnh mẽ nhất mà anh muốn nói thông qua bộ phim này là gì? Về cái phim này, một cái tình cảm mà
người cha hy sinh cho gia đình hết tất cả trong cái bộ phim này. Tại sao anh đặt là sám hối anh? Thì sám hối là cái câu chuyện diễn liền là mình làm ra cái câu chuyện đó, mình thấy không đúng, mình sám hối lại cái con đó, những gì vậy làm đã sai lầm cái đó, sai nhưng mà sai lầm cái sai lầm cái chuyện đó, chúng ta nên sám hối, không nên là mình tiếp tục cái đó mà sẽ xảy ra cái gì mà làm một người hại một người nào đó nữa. Mình làm những gì mình làm trên xã hội mình làm cho tốt, dù gì những gì đã xảy ra, còn để mình làm xong rồi mình hối hận cũng không hay gì mấy. Yeah. Khi mình biết lỗi của mình sám hối là mình đã là tốt hơn những người mà không làm lỗi. Mà trong cái này em muốn cảm ơn chị Hồng Đào. Em không ngờ ban đầu là như là mời được chị, mà cuối cùng em mời là chị mời được hai lần luôn. Một lần trong phim, lần đến đây trong hai lần luôn, rồi cũng cảm ơn chị Đào. Dạ. Không phải cảm ơn anh Sara chứ, tại vì nhờ có anh mời nên cũng có mặt. Không, nếu không phải nếu mà em không mời lúc chị không đi thì đâu có ngày hôm nay đâu. Lúc đó chị đồng ý em bắt đầu em tên là mời chị chơi thôi, giống như là quý mến lâu rồi thôi mời chị tham gia luôn, mà chị nói thôi ok, chị thấy cho nói là cô cháu có nhiều đâu mà chị đóng, nó không sao, dù để đóng ít rồi cho một cái vui thôi, chị đồng ý. Dạ vâng, và đúng như vậy, và chúng ta sẽ gặp lại chị Hồng Đào trong bộ phim này với một cái vai diễn như thế nào, quý vị hãy nhớ đón xem nha. Và cũng như chiếc chia tay thì em mời chị Hồng Đào sẽ có đôi lời với tất cả quý vị khán giả đang rất là mong xem được chị trong bộ phim Sám Hối. Điều Hồng Đào muốn nói là xin mời quý vị khán giả ủng hộ phim Sám Hối, bởi vì đây là bộ phim rất đáng coi. Thì Đức Tiến nói là coi Hồng Đào làm gì, thật sự Hồng Đào rất là làm rất ít ở trong phim đó, nhưng mà ngoài ra còn rất nhiều diễn viên tài năng và tâm huyết để làm cho một bộ phim thật là tuyệt vời và thật là hấp dẫn. Hồng Đào rất là mong quý vị đến đầy đủ ủng hộ vé cho phim Sám Hối để cho ban sản xuất cũng như là tất cả anh chị em diễn viên có một cái điều kiện để làm những bộ phim hay hơn trong tương lai. Dạ. Cảm ơn chị Hồng Đào. Còn con, tất cả những người các bạn trẻ và cũng tất cả quý vị khác muốn biết về con và cũng muốn xem bộ phim này thì con sẽ nói gì với họ? Dạ thì con nói là con xin để đi xem phim để ủng hộ con nè. Và cho con nói về trong tiếng Anh nè. Yes, mời con. Hopefully you can come out to watch the movie. It would really mean the world to me, and I really think it's worth your while. So just come check it out, and we'll be sure that you understand English and Vietnamese on both ends. Dạ vâng. Và thưa quý vị, để mang bộ phim đến với công chúng ở tại Hoa Kỳ này, chúng tôi cũng xin được cảm ơn đến các nhà bảo trợ sau đây. Đầu tiên là Platinum Sponsor, Trung tâm Y tế Michael Đào, Golden World Immigration Việt Nam. Và cũng cảm ơn đến Gold Sponsor. Thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn BNT Insurance của Hoa hậu Trang Lương. Cảm ơn đến Hoa hậu Linh Nguyễn, là chủ nhân của Phở Phi Lê, Sky Boba, Nina Beauty House, Submarine Wrap và Starfish Restaurant. Và nhà đồng bảo trợ, chúng tôi xin được cảm ơn đến Tân Hy Khánh. Cảm ơn đến Hội Trái Tim Việt Mỹ, cảm ơn đến ca sĩ Kiều Mai Anh. Còn về phía media thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn đến là Kevalin, tạp chí Illumi và cũng như là DTM, Đức Tiến Media cũng có đồng hành cùng quý vị. Và đặc biệt trở lại với nhà phát hành phim đó là cô Trầm Hương Nguyễn, thì em nói thêm về phim mình sẽ được phát hành như thế nào và cách để mà quý vị có thể liên lạc, có ủng hộ vé và cũng như bảo trợ. Cái cách mà để mà mình Hương Nguyễn phát hành trên nước Mỹ, trên toàn hệ thống rạp AMC á, thì sẽ có những cái thông tin ở trên trang fanpage và những thông tin trên truyền thông báo chí và trên tất cả những cái YouTube và fanpage của bên Trầm Hương Nguyễn là và khi mà đặt vé thì cũng có số điện thoại rất là nhiều, thì thường thì người ta sẽ thường thì gọi cho Hương Nguyễn là nhanh nhất là 714-588-9989. Về Hương Nguyễn cũng rất là cảm ơn tất cả nhà bảo trợ anh vừa đọc xong. Nhất là Hoa hậu Trang Lương, thì có nghĩa là Hương Nguyễn lúc nào kêu một cái là em có mặt. Cảm ơn nhớ bán vé, nhớ quan trọng là nhớ bán vé trong quán Trầm Hương nha. Dạ, bán nói đấy. Là điện thoại đến là phải nói là bà mua phim nha, chứ phải mua Trầm Hương chứ nha. Và Hương Nguyễn rất là mong quý vị khán giả hãy ra rạp xem phim. Bộ phim này thật là sự là một bộ phim đáng để xem. Hương Nguyễn rất là cảm ơn tất cả những nhà bảo trợ, cũng giống như là anh Đức Tiến vừa đọc xong, giống như là Hoa hậu Trang Lương, là giống như là bên Golden World công ty Trầm Hương Nguyễn, là bất cứ gì là em cũng đều ủng hộ, và tất cả những nhà tài trợ thì vì đem cái phim Con Mỹ này để
phát hành thì nó cũng rất là nhiều, cũng rất là nhiều khó khăn, nhưng mà mong là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp. Nhất là quý vị khán giả hãy ủng hộ vé để xem phim trên toàn hệ thống rạp AMC trên toàn nước Mỹ. Dạ vâng, và một lời cuối để chia tay tất cả quý vị, là chúng tôi dành đến nhà sản xuất anh Raja sẽ có lời cuối để với tất cả quý vị. Raja xin cảm ơn tất cả mọi người ở đây và khán giả sẽ ủng hộ cái phim Sám Hối tại chiếu tại Mỹ. Hy vọng cái sau này như là phim Sám Hối này sẽ có phát hành ở bên Ấn Độ nữa, với lại Canada nữa. Dạ vâng, và đó là những câu chuyện của chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay về bộ phim Sám Hối sẽ được trình chiếu tại Hoa Kỳ này trên hệ thống đạp AMC. Ngay từ bây giờ quý vị có thể check in và để xem coi là cái rạp gần nhà trước quý vị đã có bộ phim chưa. Nếu cần thêm thông tin chi tiết có thể liên lạc trực tiếp với thông tin đang có trên màn hình. Cảm ơn đến nghệ sĩ Hồng Đào, cảm ơn đến Angel, cảm ơn đến Trầm Hương và cảm ơn Raja. Và xin chào mọi người và hẹn gặp lại tại rạp phim nhé. Yeah. Tụi nó có thế lực ngầm. Đừng quên giao tiền của tụi này mà cậu mới có gì trí ngày hôm nay. Chính tài năng của tôi mới mang lại trong cơ hội.